Ok và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thành Enzy đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Plan Made Zombie 2 nhé. Và nếu như em nào thích video này hãy lại cho mình một like cũng như là comment xuống dưới video. Nó sẽ động lực rất lớn để mình có thể làm thêm nhiều video hay hơn nữa trong tương lai. Ok và chúng ta sẽ bắt đầu thế nào? Let's go boy. Chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục là chơi Battle Z nhỉ anh em. Chúng ta sẽ cần tăng hạng trước đã, sau tính sau. Battle Z thì tính ra nó khá là dễ chơi cho cái lần này. Nó không quá khó lắm. Và cái cây mà chúng ta lựa chọn thì mình cần phải đứng ở trong top 3 anh em ạ. Thì mình mới thăng hạng được. Ôi, chết rồi. Cái màn hình nó sao bị kéo kinh khủng này. Sorry anh em nhá. Để tôi kéo lại cái màn hình cho nó chuẩn đã. Đấy, tôi bị kéo ở phía trên và cũng bị kéo luôn cả phía dưới luôn. Ok. Rồi anh em ơi, chúng ta quay trở lại với game nào. Hôm qua chọn cây gì nhỉ? Ui rồi, những cây này thì ngoan thua. Cây này thì ưu tiên số 1 hàng đầu đó chính là cây cây này. Cây này là ưu tiên số 1 luôn anh em ạ. Hôm nay tôi sẽ nâng cấp thêm cho nó lên Mastery level 22. Có thay đổi được cái hình dạng không? Đây là cái hình dạng thực sự của nó này anh em. Và mình có thể kết hợp thêm một số cái cây hay nữa, lạ nữa. Săn thì chẳng cần, thật sự là con này nó không đồng anh em ạ. Chẳng cần săn, chẳng cần mấy cái tạo ra săn làm gì cả. Tốn tiền, mình nghĩ là rất là tốn tiền. Không tác dụng gì nhiều lắm, đúng không? Chính xác là không tác dụng gì nhiều lắm. Nhưng mà không có săn thì cũng vỡ mồm, đúng không? Không tạo ra săn thì cũng sẽ rất là mệt. Upgrade cái này lên để xem là level nào. Sử dụng bowling anh em ạ. Bowling khỏe vãi cả đạn luôn. Mình nghĩ là hợp lý ấy, bowling. Bowling chưa có mastery. Bây giờ mình sẽ nâng cấp những cái cấp độ mastery đầu tiên của cái bowling. Upgrade 250 này. 2%. Mình sẽ upgrade lên thêm. Rồi, nó đang tiến hóa lên mạnh hơn. Mạnh hơn một xíu gì đấy. Ok, tiếp tục này anh em. Upgrade 250 vàng để lên cấp nào. Con này cũng sẽ là như vậy. Ok, đang lên cấp độ cao nha. Continue phát, bên này phát nữa này. Đây nào bạn ơi. Đúng rồi, 500 thôi mà. Tầm 500 là quá đẹp rồi. 1000 thì cũng sẽ như vậy. Ôi, Mastery 10 rồi anh em. Rồi, có 2 cây rồi. Thế là cây gì ấy nhờ? Có nhiều cây quá, bây giờ không biết chọn cây gì luôn. Cái tạo ra săn, cái này tạo ra săn thì nó cũng sẽ hơi chậm xíu. Rồi, với cây gì đây? Cà chua thì cũng cần phải kết hợp rất là lâu, siêu lâu luôn. Cái này đóng băng này, đóng băng thì mình cũng thấy là nó cũng không ấy lắm. Cây băng à? Cây băng cũng không được. Cây cạp đất à? Cạp đất cái này cũng không được. Tạo cái gì ấy nhở? Suy nghĩ xem, tính cái gì bây giờ? Electric Blueberry. Đứng bút sức mạnh anh em ạ, không biết là liệu có ổn không nhỉ? Thử xem. Let's rock luôn. Lý do là không cần thiết cái bọn kia nữa. Đấy. Ok bạn ơi. Thôi chết rồi. Tôi không dùng gà. Còn này không dùng gà này cũng vỡ mồm nha anh em. Chết thật sự luôn. Gà đông lắm đấy. Nhiều gà lắm. Không biết là có ổn hay không nữa. Không biết mọi thứ sẽ có ổn không nữa. Hy vọng là ổn anh em ơi. Đúng rồi anh em ơi. Cố lên nào. Có tăng cường sức mạnh cho cái cây này đâu. Nhầm cây rồi. Tôi nhầm cái cây tăng cường sức mạnh rồi. Còn này vẫn mồm rồi. Chết rồi. Không biết là ăn được nó không. Ăn được. Ăn thì vẫn ăn được, nhưng mà chỉ thật là nhầm rồi. Nhầm lẫn rồi anh em ơi. Chỉ thật là nhầm lẫn hết rồi. Chỉ thật này nhầm lẫn hết cả rồi anh em. Nó đẩy lại mà. Này thì đẩy đi. Đẩy đi anh em ơi. Đẩy ra ngoài. Nó phá tường này rồi anh em ạ. Khá là khó chịu nhỉ. Này thì khó chịu này.
khó chịu với chúng tôi à? Các bạn khó chịu với ai? Khó chịu với ai đây? Ấy chết luôn ạ, à. Bót ra cái chết luôn. Đỡ thế nào được? Có một số cây vô dụng vãi cả đạn luôn. Teo 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 teo. Chúng ta chỉ cần thay đổi một xíu thôi anh em ơi. Như thế này là nó cũng hơi tệ. Nhưng mà chúng ta không cần cây gai đâu anh em. Chúng ta không cần cây gai một tí nào cả. Cây gai nó khá là vô dụng trong cái trường hợp như thế này. Chúng ta cũng được rơi từ tầm khoảng 2,6 triệu rồi. Đấy, thế thôi, đơn giản mà. Bowling nó khỏe anh em. Nó cân tim, sợ thật. Nó khỏe vãi cả đạn luôn. Cứ vào thôi bạn ơi. Mà không đánh nổi cơ. Sợ thật. Electric Blueberry là xem nó giật chết như giật chết được một thằng thôi thì phải đúng không? Khá là tệ hại. Ok, có mấy con nó đã đẩy lùi lại cũng được. Không vấn đề gì. 5 triệu mấy rồi thế này. Nhưng mà không mạnh vào cái chiến đợt kia thôi. Còn 5 triệu 6 cũng không kịp mấy chiến đợt này rồi. Khó phết đấy anh em. Dễ đâu. Tèo chết hết. Hết rồi, 6,2 triệu. Mình nghĩ là chúng ta hoàn toàn có thể tăng level lên được. Tăng cái cấp độ ra khỏe hơn nữa được. Đúng không? Rồi sẽ đi đánh Penny Pursuit để đầu những con boss mới nhỉ. Không biết là sự kiện này còn bao giờ kết thúc đây. Hy vọng là nhanh thôi. Để xem nhá. Ok, sự kiện này gần 2 ngày nữa mới kết thúc kênh anh em ơi. Chúng ta sẽ đánh nhau Penny Pursuit vậy. Penny Pursuit dạo này đánh khá thích. Tại vì là có những con có con cầm cột đá mới anh em ạ. Có con cầm cột đá rất mới luôn. Penny Pursuit này. Ok. Rồi chúng ta sẽ continue. Đây là cửa 2 thôi anh em. Và chúng ta sẽ để cấp độ là khó nhất quả đất. Đấy. Thì khó nhất quả đất thì nó sẽ xuất hiện những loại zombie mới. Ngon đấy. Chắc chắn là sẽ có cột đá, có cả cẩu đá luôn. Chúng ta phải tồn tại trong vòng 3 phút. Đấy, dùng những tất cả những cái này luôn. 1, 2, 3, cái này là cái gì đây? Medusa, lại là Medusa. Ô, không được dùng, không được cho ăn cây ạ. What the fuck rồi, giật điện nào bạn ơi. Cho nó gần đây này. Quên mất. Quên thật sự luôn. Ăn đi bạn ơi. Hóa thành cái kia đi. Nó giật điện lan anh em ạ. Vấn đề là cũng hơi mệt. Ồ cho nổ luôn ạ. Quay lại. Nó đẩy cột đá anh em ạ. Con này đẩy cột đá này. Không chấp nhận được đúng không? Lên nào. Đang để tốc độ hơi chậm phải đúng không? Electric T, ok, nó sẽ nổ luôn anh em ạ. Xong rồi, tôi đang... Cái gì đấy, nó vừa đẩy lùi cái gì đấy anh em? Úi dồi. Cái lồng đèn gì vậy? Ôi, con này có bị điều khiển bởi đấm nhỉ? Không. Cái loài này thì không điều khiển bởi đấm anh em ạ. Khó phết nhỉ? Chơi bằng khả năng này thì hơi mệt. Thật sự là hơi mệt. Ui, nó sẽ bắn ra sóng âm anh em ạ. Khỏe thế. Hay chị Blueberry bia bắn ra cả sóng âm. Dã man nhỉ. Dã man con ngàn đấy. Khỏe đấy. Mini Launch Per A. Hình như sóng âm là... Ôi trời ơi, ngu rồi. Sóng âm là tùy là cái Per đấy anh em. Mình tưởng là con nào có khi năng sóng âm thì bá đạo quá. Ôi. Oh my god, trời ơi, khó thế à. Sóng âm bình tĩnh nha bạn ơi. Có lớn lên chưa? Necromancy cũng không biết để làm gì luôn. Ui ôi, mấy cái này thì chỉ giết tôi rồi. Mấy cái này thì chết tôi rồi.
cho mấy con này mà nó không ăn đấm anh em ạ. Tên đấm không hề tác dụng với cái bọn này luôn. Rất là khó chịu. Ủa có gì đây? Hay lắm. Ơ chưa nhầm. Chúng ta tăng cường sức mạnh cho cái con đấm này cái. Làm gì đây bạn ơi? Ui, giờ chết bò luôn anh em ạ. Giờ chết toi luôn. Nó sẽ cắn bọn này ăn vào cái cây trà điện là xác định luôn. Là xác định như vậy bạn ơi. Quả nấm cũng khỏe quá nhờ. Giết được cả người hóa đá. 3, 2, 1, thắng rồi. Thắng rồi anh em ạ. Yes. Và rồi thì chúng ta sẽ cứ nhé. Xin chào và lại anh em trong tập kế tiếp nha. Bye bye. Game rất hay.